Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 11, bài 3, trang 14-15. Viết bài làm văn số 1, nghị luận xã hội. Thì kết quả cần đạt đó là vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học về văn nghị luận. Viết được bài nghị luận xã hội có nội dung sát thực tế đời sống và học tập của học sinh phổ thông. Rồi tiếp sau đây mình sẽ xem cái hướng dẫn chung là anh chị cần ôn tập trước những kiến thức và kỹ năng đã học về văn nghị luận. Chú ý, bố cục của bài văn nghị luận thì mở bài, thì giới thiệu và nêu vấn đề cần nghị luận. Thân bài là lần lượt triển khai các luận điểm, luận cứ nhằm làm sáng tỏ vấn đề. Kết bài là thâu tóm những cái nội dung cơ bản, tiếp tục gợi mở suy nghĩ cho người đọc hoặc nêu cảm nghĩ riêng của người viết. Tiếp theo là cái phần lập luận. Lập luận thì cách xây dựng luận điểm, tìm luận cứ, cách lập luận, các thao tác lập luận. Tiếp theo đó là gợi ý, hay là mã gợi ý một số đề bài. Một, đọc truyện Tấm Cám, anh chị suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay? 2. Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong bài ký đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, một năm 1442. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. 3. Viết bài nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm học đi đôi với hành. Ba la mã là gợi ý cách làm bài. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc kỹ đề bài để xác định vấn đề cần nghị luận. Ví dụ, cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác, người tốt với kẻ xấu thì vô cùng khó khăn. Kẻ xấu vô cùng khó khăn, gian khổ. Nhưng cái thiện, người tốt nhất định sẽ thắng. Người tài đức có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước đó là đề 2. Rồi học và hành phải gắn liền nhau thì mới đạt được kết quả cao, mới có ích cho xã hội và bản thân là đề 3. Tiếp theo mình sẽ xác định các luận điểm, luận cứ và lựa chọn thao tác lập luận phù hợp. Ví dụ, ở đề 1, từ xưa đến nay, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt với kẻ xấu vô cùng gian nan phức tạp. Đặc biệt, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong mỗi bản thân con người lại càng gian nan phức tạp. Nhưng thắng lợi cuối cùng cũng bao giờ cũng thuộc về cái thiện và người tốt. Trong học tập của học sinh, cuộc đấu tranh chống những biểu hiện của cái xấu, cái tiêu cực như là lười biếng, dối trá và gian lận cũng rất khó khăn và phức tạp. Ở đề 2, người tài đức có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước như là học sinh cần phấn đấu để trở thành tài đức để góp phần xây dựng đất nước. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lập dàn ý và viết bài. Thì dựa vào kết quả phân tích đề, lập dàn ý rồi viết bài. Khi viết, lý lẽ và dẫn chứng phải bám sát yêu cầu của đề, dùng từ ngữ chuẩn xác và diễn đạt trôi chảy. Đó, đây là những cái hướng dẫn của bài văn viết hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu 1 là đọc truyện Tấm Cám. Các anh chị có suy nghĩ về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và cái xấu trong xã hội ngày xưa và nay? Thì đầu tiên chúng ta sẽ là phần mở bài là giới thiệu về vấn đề nghị luận. Thân bài thì trong xã hội xưa, chúng ta sẽ nêu đầu tiên nó là trong cái xã hội xưa thì nạn nhân của cái xấu thường là những người có cái hoàn cảnh đặc biệt, cô bé mồ côi, những người có ngoại hình xấu xí nhưng có tấm lòng nhân hậu. Truyện Tấm Cám cũng không ngoại lệ. Tấm là một cô bé từ nhỏ đã phải chịu sự thiệt thòi vì mất mẹ từ nhỏ, người cha lấy vợ lẽ, đã có một người con riêng. Thì cái ác luôn tàn nhẫn, nhiều thủ đoạn, đã chà đạp lên cái thiện như thế nào,
mẹ con cám viết tắm mấy lần, vì sao? Cái thiện không đơn độc mà luôn được sự giúp đỡ của mọi người, tắm được bụt giúp đỡ. Thì cái thiện đã vùng lên đấu tranh với cái ác ra sao? Từ thụ động chỉ biết trông chờ vào bụt đến chủ động. Tắm tự đấu tranh giành hạnh phúc, phản ứng từ yếu ớt đến mạnh mẽ quyết liệt như thế nào? Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ nêu trong cái xã hội thời nay, xã hội nay, trong xã hội ngày nay, thì cái thiện và cái ác vẫn luôn song hành. Bởi cuộc đời luôn có những bất công, cái ác càng nhiều thủ đoạn càng thâm hiểm hơn. Cái thiện phải xây dựng được một vị trí trong xã hội vững chắc, lập trường vững vàng, phải đoàn kết để chống cái ác. Dù là một xã hội xưa hay là nay, thì phần thắng cuối cùng cũng nghiêng về cái thiện và cái ác luôn bị tiêu diệt. Những người sống ác độc luôn phải chịu những cái hậu quả nặng nề. Cái quy luật là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Thì cái kết bài thì chúng ta sẽ nêu là liên hệ bản thân, rút ra cái bài học. Thì cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, tốt và xấu không chỉ tồn tại trong xã hội xưa và nay mà còn tồn tại trong cái bản thân mỗi người. Cần xây dựng phân nhân cách tốt đẹp để vững vàng trước những tác động xấu và kiên quyết đấu tranh chống cái xấu, cái ác trong xã hội. Rồi tiếp theo câu 2 là bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả thân nhân Trung đã nêu trong bài ký đề danh tiến sĩ khoa nhân túc niên hiệu Đại Bảo thứ 3 năm 1442. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì nước yếu rồi xuống thấp. Thì chúng ta cũng phải nêu là mở bài thì giới thiệu vấn đề cần nghị luận, thân bài lại giải thích câu nói của thân nhân Trung. Thì hiểu theo cái nghĩa hiển ngôn của từng từ thì hiền là ăn ở tốt với mọi người, phải đạo, hết lòng làm tròn bổn phận của mình đối với người khác. Tài là cái khả năng đặc biệt làm một việc nào đó. Hiểu rộng ra, nghĩa hàm ngôn thì hiền tài là người tài cao, học rộng và có đạo đức, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân, tổ quốc. Nguyên khí là khí ban đầu tạo ra sự sống của vạn vật. Hiểu rộng ra, nguyên khí là yếu tố quyết định sự sống còn và phát triển của xã hội, đất nước. Khẳng định cái ý kiến của thân nhân Trung, hiện tại là nguyên khí quốc gia là hoàn toàn đúng đắn, chứng minh bằng cách đưa ra những dẫn chứng lịch sử như sau: Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ, kèm các sự kiện cụ thể. Thì ở những cái thế kỷ trước và cái nhân vật nổi tiếng của thế kỷ 20 là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, phong kiến, giành lại chủ quyền độc lập, tự do cho đất nước và khẳng định tên tuổi của Việt Nam trước toàn thế giới. Nguyên khí thịnh hành thì nước mạnh hay chính là những con người này, chính là nền tảng của đất nước, là con người làm nên lịch sử 4.000 năm, trích dẫn ví dụ về các cuộc chiến tranh của nhân dân ta. Nguyên khí yếu là thời kỳ suy phong của chính quyền Trịnh Nguyễn, An Dương Vương vì chủ quan khinh địch là mà lâm vào cái cảnh nước mất nhà tan, vân vân. Cái kết bài thì bài học rút ra cái từ tư tưởng của thân nhân Trung là thời nào thì hiện tại cũng là nguyên khí của quốc gia. Vì vậy, phải biết quý trọng nhân tài, phải có những cái chính sách đãi ngộ đối với họ, nhất là trong cái thời kỳ mở cửa, nạn chảy máu chất xám không phải là hiếm như ngày nay. Ở những cái cấp nhỏ hơn, cơ quan, đơn vị nào biết trọng dụng người tài thì có thể thúc đẩy công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Nhà nước hiện ta hiện nay á thì cũng coi giáo dục là cái quốc sách hàng đầu, đồng thời vẫn tiếp tục có nhiều chính sách ưu đãi người hiện tài có điều kiện được sống hết mình cho đất nước. Rồi tiếp theo câu 3. Viết bài nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm học đi đôi với hành. Mở bài là giới thiệu về vấn đề cần nghị luận. Thân bài là giải thích cái khái niệm. Học là gì? Học ở đây được được hiểu là một quá trình thu nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng do người khác truyền lại hoặc sự hoặc là tự mình tìm hiểu tiếp nhận kiến thức trong sách báo, truyền hình, vân vân. Hành là gì? Hành là thực hành. Lấy những cái điều đã học áp dụng để kiểm nghiệm thành kỹ năng. Thế nào là học đi đôi với hành? Nghĩa là sau khi tiếp thu được những cái kiến thức do người khác truyền lại hoặc tự mình học hỏi thì đem những cái đã học đó, học được đó đưa vào cái thực tế, điểm kiểm tra độ đúng hay sai để làm sinh động nó. Rồi tiếp theo đó là chúng ta phải bàn bạc nhận xét và đánh giá. Thì những con đường học để tiếp thu kiến thức. Tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Tiếp thu kiến thức qua việc dạy dỗ của ông bà cha mẹ anh em. Tiếp thu kiến thức qua con đường tự học, học trong sách vở, tài liệu, tivi, học trong cuộc sống. Rồi mục đích của việc học. Quá trình học nhằm đến cái mục đích chung đó là làm phong phú những cái hiểu biết của mình, giúp mình mở rộng hơn, hiểu sâu hơn những kiến thức của nhân loại, nhằm trang bị cho chúng ta những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp để từ đó mà chúng ta vận dụng vào lao động sản xuất, tạo ra cái của cải vật chất, góp phần đưa xã hội ngày càng phát triển. Rồi nhằm phát triển nhân cách một cách toàn diện, phương châm học đi đôi với hành là hoàn toàn đúng vì trong mối quan hệ giữa học với hành, học đóng vai trò quyết định. Vì nếu không học được những kiến thức cho mình thì lấy đâu ra những kiến thức để vận dụng vào thực tế cuộc sống mà kiểm nghiệm xem nó đúng hay sai, tốt hay chưa tốt. Nếu chỉ biết học lý thuyết mà không biết đến thực hành thì những lý thuyết ta học cũng chẳng có tác dụng là bao trong cuộc sống. Ví dụ, một sinh viên học để làm ra một bác sĩ phẫu thuật. Nếu chỉ học lý thuyết mà không được thực hành thì khi tốt nghiệp ra trường, liệu tay nghề sẽ ra sao? Hay một kỹ sư nông nghiệp mà chỉ suốt ngày gắn với lý thuyết chẳng thực hành bao giờ, liệu lý thuyết đã được học ấy có tác dụng như thế nào đối với với việc phát triển chăn nuôi, trồng trọt của đất nước? Cho nên, chúng ta không được học lý thuyết suông mà phải biết áp dụng những cái lý thuyết đó vào cuộc sống. Chúng ta phải biết những kiến thức đã học thành những cái tri thức phục vụ cuộc sống. Để thực hiện được điều đó thì trước hết chúng ta cần phải học lý thuyết thật chắc, thật giỏi. Rồi bây giờ mình sẽ mở rộng nâng cao vấn đề. Ngày nay, việc học đi đôi với hành đã được đề cao, được quan tâm một cách nghiêm túc. Thì nhưng vẫn còn những trường hợp học sinh, sinh viên được học lý thuyết nhưng ít được thực hành. Ví dụ, ở một số trường phổ thông học lý thuyết về môn hóa, môn lý, chưa thể có 100% học sinh học trực tiếp làm thí nghiệm. Ở các trường học nghề, các máy móc dùng để thực hành có khi đã cũ kỹ, lạc hậu so với thực tại. Như vậy, hành chẳng có tác dụng. Thì cần phơi phới những cái quan điểm sai lầm. Học mà không thực hành thì con người sẽ trở nên viển vông không thực tế, khi đó thì sẽ nhìn thấy vấn đề một cách phiến diện. Ví dụ, trong xã hội phong kiến Việt Nam, lối học thông dụng là tầm chương trích cuốn. Cuối cùng những kẻ sĩ được đào tạo chỉ biết sách vở, thiếu thực tiễn thì từ đó làm cho xã hội bị trì trệ, kém phát triển. Nếu hành mà không học thì sẽ thiếu đi kiến thức cơ bản, mọi thành quả trong lao động chỉ được dựa vào những kinh nghiệm của cá nhân, thì nhất định thành công ấy sẽ không tiếp tục, không bền vững. Rồi tiếp, cuối cùng đó là phần kết bài là học đi đôi với hành.
là một phương châm học tập khoa học rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Phải biết kết hợp vừa học lý thuyết, vừa biết thực hành nhuần nhuyễn những cái điều đã học. Điều đó giúp chúng ta rèn luyện mình trở thành người có ích cho xã hội. Thì bản thân phải biết học đi đôi với hành để cái trở thành người có ích cho cộng đồng, cho đất nước. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 11. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhớ nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.